Trên chuyến tàu điện vắng người chỉ có một đôi anh em đang ngồi đối diện nhìn nhau, Haruka cảm thấy bầu không khí có phần quá im lặng nên chủ động mời cô em gái mình chút đồ ăn vặt. Haruka nói rằng cậu dự tính sẽ đặt đồng phục cho em gái mình để cô bé có thể sớm đến trường và đi học. Đoàn tàu cuối cùng cũng sắp dừng chân tại ga Hosumi, cặp anh em đi bộ đã được 10 phút nhưng vẫn chưa tới được siêu thị tiện lợi nên Sora khá bực mình. Cuối cùng thì họ cũng đến nơi nhưng trông thấy cái siêu thị bé tẹo mà Haruka nói có thể là cái lớn nhất ở đây làm Sora lộ rõ vẻ chán trường tại siêu thị tiện lợi trong lúc đang mua đồ ăn thì cô bé akira gặp lại được người bạn cũ của mình là haruka sau khi mua xong đống đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối thì haruka lấy ra một chiếc xe đạp đã chuẩn bị từ trước cậu nói với sora rằng đã sớm biết cô bé thể nào cũng sẽ than vãn nên cậu tính trước cả rồi haruka chở sora đi dạo một vòng quanh làng thăm ngôi trường cùng ngôi đền sau khi ôn lại kỷ niệm cậu chở cô bé về lại căn nhà cũ của hai anh em tiện đó haruka mang quà qua chào hỏi bác hàng xóm sau khi chuyển nhà về lại đây Ngày hôm sau cậu đến lớp nhập học và tự giới thiệu với mọi người về bản thân mình, thầy giáo chủ nhiệm nói với Haruka nếu cậu cần gì thì cứ nhờ cô bé lớp trưởng Kozue giúp đỡ. Lúc này cô em gái Sora đang ở nhà đợi anh trai mình đi học về thì cô ngồi ngắm nhìn lại những tấm hình của hai anh em hồi nhỏ. Tối đó Haruka đã cùng Sora ăn tối với nhau, cậu kể lại cho cô bé rất nhiều về những người bạn thú vị mà cậu mới làm quen được trên lớp, nhưng Sora tỏ vẻ khó chịu rồi về phòng. Sáng hôm sau Kozue cùng Haruka được thầy chủ nhiệm phân công đi photo tài liệu học tập. Thông qua cuộc trò chuyện cô biết được rằng người con gái ngồi trên yên xe đạp sau lưng Haruka ngày hôm kia chính là em gái cậu. Sora sinh ra vốn đã có thể chất ốm yếu hơn người thường nên không đến trường sớm như cậu được. Cô Zue xấu hổ khi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Haruka lên nhanh chóng bỏ chạy khỏi cậu. Giữa trường thì vô tình va phải chị Nao nhìn thấy chị Nao Haruka chợt nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu năm nào cùng với cô. Trên đường mua đồ về Nao vì mải nghĩ về chuyện cũ của hai đứa mà vô tình tông chúng Haruka trước mặt. Cô đã cố gắng để thắng gấp nhưng có vẻ là không kịp kết quả là cô bị chật chân nên đành phải để haruka đưa về bằng xe đạp của cô cảnh tượng này đều bị sora nhìn thấy hết tối đó cô giận cậu vì về trễ đã vậy còn không chịu đọc tin nhắn điện thoại cậu nhận ra rằng mình đã để quên điện thoại ở nhà tắm và cậu đến xoa đầu xin lỗi cô còn nao lúc này thì nghĩ chúng ta lại gặp lại nhau rồi haruka hôm sau trên đường đi học haruka gặp lại cậu bạn cùng lớp mới quen là rio hay và nao rio hay thấy nao cứ khép nép cách xa haruka thì anh ta lấy tay đẩy cả hai sát vào với nhau trên đường đi bọn họ cũng gặp cô bé lớp trưởng Kozue, em ấy cùng với hầu gái Akira và tiểu thư Kazuha nữa. Sora lúc này ở nhà thì chán quá nên chỉ biết nhắn tin than vãn cho anh trai mình nhưng lại sợ làm phiền anh ấy nên đành xóa đi, cô bé cứ lăn lộn vậy một ngày trời cho đến lúc Haruka trở về. Sáng hôm sau Haruka lại tiếp tục đến trường và không quên dặn Sora ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận. Tuy nhiên cậu vừa rời đi thì phải quay về vì nghe thấy tiếng hét rất thanh của Sora, thì ra cô bé sợ con muỗi nên lao tới ôm lấy cậu. Từ lúc lên lớp thì Haruka chẳng còn sức lực nào đành nằm gục đầu trên bàn. Cũng nhờ có kỹ năng đấm bóp của Akira mà cậu trở nên thoải mái hơn rất nhiều sau khi biết được em gái Haruka than phiền vì nhà của cả hai đang có quá nhiều mũi. Akira đã rủ Haruka tới nhà của cô để lấy màn chắn mũi về. Trong cuộc thi chạy marathon cô bé cũng tỏ ra rất xuất sắc khi về đích đầu tiên. Trái ngược với một Akira tính tình hoạt bát năng động lại là một cô tiểu thư Kazuha nghiêm nghị nhưng vô cùng ấm áp. Thấy bữa cơm trưa mà Akira vội mang không có rau Kazuha liền chia cho cô bé 2 phần 3 cơm của mình kazuha cũng dặn cô bé không nên quá lo chuyện bao đồng khi thấy cô đứng ra nhận làm việc giúp đỡ các bạn sau khi tan học haruka tìm tới ngôi đền nơi akira đang ở cô bé hướng dẫn cho cậu cách dùng chiếc mền chống mũi qua cuộc trò chuyện akira biết được haruka sống một mình với một cô em gái và không có ba mẹ ở cùng cậu xuống dưới chân núi để hỏi chị gái bán tạp hóa hiro nhưng bị cô đuổi khéo và nói rằng đừng nên chĩa mũi vào chuyện con bé trên đường về haruka may mắn gặp được kazuha cô tiểu thư cho cậu đi ké về nhà bằng xe hơi Cô nói rằng trong lúc lấy đồng phục của mình cô thấy bộ đồ của em gái cậu cũng vừa được may xong nên tính đem qua cho cậu. Cậu cũng thử đem chuyện của Akira hỏi cô thì lại bị từ chối trả lời. Vì cả hai đều không biết may nên Kazuha đã ở lại nhà Haruka để may cúc áo cho Sora. Tuy nhiên thấy anh trai mình dẫn cô gái lạ về chơi lại nói chuyện vô cùng thân mật làm Sora cảm thấy khó chịu. Sáng hôm sau Sora mặc thử bộ đồng phục để tới trường học. Trên đường đi thì cả hai gặp được Ryohei. Tiết thể dục hôm nay sẽ là thời gian để các học sinh nam và nữ trực nhật dọn hồ bơi với nhau cả lớp tỏ ra khá bất ngờ khi nhìn thấy sora trong bộ đồ thể dục vô cùng dễ thương và xinh đẹp akira giật lấy vòi nước rồi bắt đầu chơi trò đánh trận giả với cả lớp tiết học thể dục hôm đó thật là vui và náo nhiệt đột nhiên akira vô tình bắn súng nước chúng kazuha khiến cả người cô tiểu thư bị ướt nhẹp nên là cô đã phải nhờ akira dìu đi thay đồ haruka định chạy tới phòng thay đồ nữ để trả điện thoại mà kazuha đánh rơi thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người chính miệng kazuha gọi akira là chị gái haruko đang khá sốc với thông tin mà cậu vừa nghe được đang hóng hớt thì sự hiện diện của cậu đã được một nữ hầu gái chú ý đến. Thì ra cô là hầu gái nhà Mijiwa, cô tên là Nojisaka cô cho rằng cậu đứng ngoài cửa là để nhìn lén tiểu thư của mình. Thế là cậu đành phải chạy tới đưa điện thoại đã đánh rơi của Kazuha ra và thanh minh với Nojisaka. Chiều đó Kazuha hớt hải chạy đến gặp Haruka thông qua cuộc nói chuyện riêng của cô với cậu Haruka biết được rằng cha của Kazuha đã có con với một người phụ nữ khác. Tuy nhiên vì không muốn chấp nhận Akira nên ông ta đã đuổi cô chị ra khỏi nhà. Kazuha sau đó đã đứng lên thay mặt người cha tồi tệ của mình bù đắp lại tình cảm thiếu thốn cho chị gái Akira. Tối đó Haruka nghĩ lại câu chuyện buồn của cả hai chị em nhà Mijiwa. Sáng hôm sau Haruka đã đến lớp cậu nhanh chóng nhận ra cây đàn violon của Kazuha, thì ra cô chơi đàn là vì muốn đàn cho người mình thích. Kazuha còn đang ngượng ngùng vì mới được Haruka khen là chơi hay thì lập tức cậu ăn một cái cặp từ đâu bay đến. Kết quả là Ryohei cũng không tránh được một kiếp vì bị Kazuha trực tiếp trọi cặp vào thẳng mặt. Ngày hôm sau nhóm bạn cùng lớp của Haruka đến biển để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ của họ. Tại đây Sora và mọi người đã có những trải nghiệm vô cùng vui vẻ nhờ sự kết nối của Ryohei. Kazuha cho rằng cậu ta có hơi biến thái nhưng tấm lòng cậu ta thật sự là rất tốt. Nhờ có cậu mà Sora đã trở nên hòa đồng và thân thiện hơn với tất cả mọi người. Thấy chai nước của Haruka bị trào bọt lên Kazuha trực tiếp đưa cho cậu trai của mình. Qua chuyện này cả hai người dường như trở nên thân thiết với nhau hơn trước. Trên đường về Kazuha còn cùng nhau ngắm hoàng hôn với Haruka. Cô cũng hứa với cậu rằng sẽ chơi violon cho Haruka nghe. Sáng hôm sau Haruka đang đợi em gái Sora thì nhận được tin nhắn từ con bé rằng cô đã đi về với bạn. Cùng lúc đó Kazuha xuất hiện và nói rằng cô đã mất dấu Akira, Haruka và Kazuha sau đó đi bộ về nhà cùng với nhau. Kazuha kể với cậu về việc chị Akira của cô quá bận rộn với công việc của mình nên không có thời gian cùng cô tham dự việc chuẩn bị lễ hội. Haruka liền ngỏ ý phụ một tay giúp Kazuha chuẩn bị lễ hội thay phần Akira. Kazuha cùng Haruka đang chuẩn bị cho lễ hội với mọi người thì cô nhận được cuộc gọi từ người giám hộ nên phải bắt xe quay về dinh thự. Sáng hôm sau Kazuha đang dẫn Haruka đi dạo quanh ngôi làng, bỗng cô phát hiện ra xe của cha mình đang đậu dưới chân núi ngôi đền của Akira. Thấy Kazuha có vẻ khó chịu nên Haruka đến để nói giúp cô để cả hai rời khỏi đó. Cô cho rằng cha của mình không hề có ý tốt đẹp khi tới thăm chị Akira, rằng cha của cô chỉ đang làm nghi lễ hàng năm vào ngày chính của một thị trưởng có chức quyền ở thị trấn mà thôi ông ta chưa bao giờ ở lại đền sau mỗi nghi lễ và khen chị Akira được câu nào cả Haruka thấy Kazuha có vẻ buồn bã thì chủ động kéo cô đến công viên giải trí cả hai sau đó đã dành rất nhiều thời gian vui vẻ bên nhau cuối ngày đó Hazuka cùng với Kazuha đi về từ công viên giải trí cả hai quyết định tiến tới và trao cho nhau một nụ hôn vô cùng nồng nhiệt Akira lúc này đang đợi hai người nhưng mãi không thấy họ trở lại đột nhiên cô để ý tới cô bé Sora đang đi dạo ngoài đường cô rủ Sora vào ăn kem và cùng ngồi nói chuyện Sora sau đó chào tạm biệt Akira và đi về Akira quay người đi nhưng lảo đảo ngã xuống đất hình như cô bé đã làm việc quá sức mình rồi ngay khi giờ tan học đã tới Akira lập tức bỏ chạy ra ngoài mặc cho lời gọi của Kazuha cô ở lại phòng nhạc đánh violon cho Haruka nghe nhưng cô lại không tài nào chơi nổi có lẽ là vì cây đàn này trước giờ chỉ dành để chơi cho Akira nghe Kazuha và Hazuka sau đó trên đường học về thì gặp chị Hiro với vẻ mặt thở hồn hển hỏi nguyên nhân thì mới biết được cô chưa gặp Akira cả ngày nay cả bọn tức tốc chạy tới ngôi đền trên núi và phát hiện akira đang trong tình trạng sốt cao nằm một chỗ sau khi gọi bác sĩ tới khám cho cô bé thì kazuha rơi nước mắt cô tự trách móc bản thân vì đã một lần nữa không quan tâm tới chị gái mình mà chỉ chăm chăm theo đuổi tình yêu khác hệt như cha của cô vậy sáng hôm sau kazuha báo tin cho các bạn học rằng akira đã hạ sốt rồi cô muốn mở một buổi tiệc sinh nhật để mừng akira bình phục trở lại kazuha sau đó thường xuyên tới ngôi đền để phụ giúp chị gái mình làm việc akira nói kazuha không nên cố gượng ép bản thân cô cho rằng kazuha không cần phải chịu trách nhiệm bù đắp tình cảm thay cho người cha của mình kazuha sau khi bị chị akira hôn để chứng minh là cô vẫn yêu haruka nhiều hơn thì liền bỏ chạy một mạch cuối cùng thì sinh nhật của akira cũng đã đến nhưng kazuha lại không tới vì lý do bị ốm akira chiều đó nói chuyện với haruka cô động viên cậu rằng kazuha không hề có ý ghét haruka cô thực sự còn yêu cậu rất nhiều nên không có gì phải lo cả những chuyện này đều bị sora ở sau lưng nghe thấy hết Tối đó cô bé để ý anh trai mình đang làm bánh kem tặng Kazuha thì trực tiếp ra đề nghị được giúp cậu. Sáng hôm sau Haruka đem quà đến thăm Kazuha, cô hầu gái nhà Mijiwa nói với cậu rằng cha của tiểu thư là một người đàn ông hiền từ lại còn giàu có. Vậy mà con gái của ông lại già ốm khi ông ấy dành thời gian ít ỏi để tới thăm cô. Kazuha sau đó nhận được món quà thăm bệnh từ Haruka, cô mở túi ra và vô cùng ngạc nhiên khi thấy món quà bên trong. Tối đó là lễ hội hàng năm ở ngôi làng Haruka và Akira ngồi đợi Kazuha trên ngôi đền thì cuối cùng cô ấy cũng đã tới. Akira lấy cớ phải đi chuẩn bị cho nghi thức Misogi nên rời đi và để lại sự riêng tư cho cả hai. Haruka dẫn Kazuha đi dạo một vòng quanh lễ hội. Cô kể rằng cô đã biết được sự thật Akira là người chị gái cùng cha khác mẹ của mình sau khi đền chủ qua đời. Cô hận cha mình vì trước kia ông đã phản bội mẹ và từ bỏ Akira. Tuy nhiên Haruka cho rằng có thể cha cô đã thay đổi và muốn bù đắp cho con gái đầu của ông. Kazuha nhất quyết không tin và dẫn Haruka đến tận nơi Akira đang làm nghi thức tại đây cô chứng kiến cảnh cha mình xoa đầu akira hệt như cách ông khen ngợi và dành tình cảm cho cô hồi bé cuối cùng thì kazuha cũng hiểu ra được và làm lành với cha ruột của mình sáng hôm sau kazuha đã có thể tự tin đánh violon cho hai người cô yêu thương nhất là akira và haruka cùng nghe haruka vừa nghe vừa mơ màng về chuyện tối qua với kazuha nên liền bị cô của trách trong khi đó thì akira đã ngủ gật từ lúc nào không hay akira tiết lộ với haruka rằng cô và kazuha sinh cùng ngày cùng thắng và cùng một người cha tuy nhiên là con bên ngoài nên không được xem như chị gái chính thức của kazuha cô yêu cầu haruka giữ kín bí mật vì cô biết kazuha không thích nói quá nhiều về chuyện này sáng hôm sau haruka tìm đến phòng sora để gọi em gái mình xuống ăn sáng cậu nhìn thấy sợi dây chuyền mà ngày xưa từng tặng sora thì chợt nhớ lại lễ hội mùa hè năm đó cậu đã từng gặp akira từ nhỏ haruka liền vội vã đến trường và bắt gặp akira đang lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa sổ haruka kể với akira tất cả kỷ niệm về buổi lễ hội mùa hè năm ấy cho cô nghe Akira theo thói quen vô cùng vui mừng khi thấy Haruka nhớ tất cả về mình. Cô trực tiếp lao đến và ôm lấy Haruka, thì ra mùa hè năm đó Haruka được Akira rủ lên ngọn núi để bắt ve sầu. Trong lúc giúp cậu bắt lấy con ve sầu thì Akira vô tình trượt chân té ngã và làm rơi kỷ vật của người mẹ quá cố là sợi mề đay. Ngoài nó ra cô cũng chẳng còn chút kỷ vật nào khác của mẹ mình. Haruka tối đó nằm thao thức trần chọc cả đêm rồi cuối cùng cũng nối máy cho Akira hẹn cô ngày mai sẽ cùng nhau đi tìm lại sợi mề đay đã đánh mất. Ngày hôm sau cậu bận một bộ đồ leo núi đào đất vô cùng chuyên nghiệp khiến cho em gái Sora phải đặt nghi ngờ là anh trai mình định đi đào cổ vật à. Cả hai sau đó tìm tới vị trí nơi Akira đã làm mất sợi dây chuyền ngày xưa. Tuy nhiên khi đến được nơi thì họ phát hiện ra gốc cây đó đã bị quật đổ trong một trận lở đất từ 3 năm trước rồi, không nản chí Haruka liền lao xuống dưới. Cậu quyết tâm đi đào lại bằng được kỷ vật của mẹ Akira, thì ra mùa hè năm đó sau khi đánh mất sợi mề đây Akira đã nói với Haruka rằng không sao cả nhưng thật ra chỉ là nói dối. Cô từ đó đến nay luôn cảm thấy không vui trong lòng đó là lý do tại sao Haruka quyết tìm bằng được sợi dây chuyền để đem nụ cười của Akira quay trở lại. Tuy nhiên đào sới một ngày trời Haruka cũng không tìm được gì cả. Trái lại còn bị ngã xuống sông cùng Akira nên cả hai phải quay trở về ngôi đền để tắm rửa. Trong lúc Haruka đang tắm thì Akira mở cửa bước vào và cả hai đã làm chuyện đấy rất nhiều với nhau. Sau đó Haruka nằm dài trên sàn cùng với Akira, cậu nói rằng sẽ dựa trên danh sách những người phụ nữ trong làng mà cha cậu đã từng thống kê để tìm tung tích về người mẹ ruột của Akira. Đến tối buổi lễ thờ vị công chúa Sajo cuối cùng đã đến. Trong lúc đưa Sora đi dạo quanh lễ hội thì Haruka chứng kiến cảnh mẹ của Kazuha chạm mặt với Akira. Cô thấy bà ta thì liền cúi đầu lịch sự chào gì. Mặc dù cô bé cảm thấy vô cùng sợ hãi và không vui chút nào, bà ta không thèm nói một lời rồi trực tiếp rời đi mặc cho Kazuha đã nhắc mẹ mình. Akira sau đó bắt đầu điệu múa thờ công chúa Saori. sau khi nghe được câu chuyện về giai thoại vị công chúa đã âm thầm hy sinh đem hạnh phúc cho con người. Sora thì phàn nàn rằng cô bé không thích một câu chuyện bi kịch như vậy. Haruka chợt nhận ra ánh mắt buồn bã của Akira lúc cô thực hiện điệu múa. Sau khi Akira rút vào bên trong ngôi đền thì Haruka liền dặn Sora đứng yên đợi cậu còn cậu thì chạy đi đâu đó. Cậu tìm đến căn phòng trong ngôi đền của Akira. Tại đây cậu thấy cô đang cầm trên tay quyển nhật ký của bà mình. Akira đang tính đem nó đi đốt trên bếp lửa thì bị Haruka cản lại. Cậu lật ra đọc thì mới biết được sự thật về thân thế của hai chị em Akira và Kazuha. Vào ngày 7 tháng 8 mẹ của Akira và mẹ của Kazuha chuyển dạ cả hai đã cùng được đưa tới bệnh viện và rồi có thể đã có sự nhầm lẫn nào đó dẫn đến việc hai đứa trẻ bị tráo đổi. Haruka đem chuyện này đi bàn với chị Hiro và bày tỏ mong muốn dẫn Akira cùng với Kazuha đi xét nghiệm DNA, chỉ có thử như vậy mới biết ai đúng là con ruột của phu nhân nhà Mijiwa. Tuy nhiên Hiro chỉ trích cậu rằng kể cả làm thế thì cũng không đem lại hạnh phúc cho Akira được. Haruka nhận được lời nhắn của Akira hẹn gặp lại nhau sau giờ học tại phòng nhạc. Khi cậu đến thì Akira quyết định chia tay và không muốn hẹn hò với cậu nữa. Haruka sau đó quyết định tới gặp Kazuha và kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Cô cho rằng nếu người mẹ hiện tại vốn không phải mẹ ruột của cô thì cứ tiếp tục như vậy chẳng có nghĩa lý gì cả. Với lại cô còn rất yêu chị Akira của mình. Tối đó Kazuha thuật lại sự tình nên mong muốn bà đi xét nghiệm huyết thống cùng cô. Nhưng bà ta gạt đi và phủ nhận điều đó rồi rời đi một cách quyết liệt. Chiều ngày hôm sau Haruka tìm tới ngôi đền và nói chuyện với Akira. Cậu nói cho cô biết rằng khoảng 4 đến 5 ngày sau sẽ có kết quả xét nghiệm huyết thống hai mẹ con nhà Mijiwa cuối cùng thì ngày công bố kết quả xét nghiệm dna đã tới tuy nhiên akira lại mất tích khiến hazuka phải chạy vội đi tìm sau một hồi rong ruổi trên khắp các con đường cậu cuối cùng cũng tìm thấy akira đang ngồi trước một bến xe lửa cả hai sau đó đã tâm sự với nhau rất nhiều và quyết định quay trở về ngôi đền kazuha cùng với sora đem kết quả xét nghiệm đến cho akira để cô tự tay mở nó ra xem tuy nhiên akira gục mặt xuống và nói rằng cô không có đủ can đảm mẹ của kazuha xuất hiện và quyết định kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe nguyên nhân là năm đó mẹ của kazuha và akira cùng chuyển dạ vào một ngày nên được xếp nằm cạnh nhau ấn tượng của mẹ kazuha về akira là một đứa trẻ hiếu động cô rất hứng thú với akira nên muốn bế thử con bé trên tay akira vô tình giật sợi mề đây của mẹ kazuha nên cô quyết định tặng akira làm vật kỷ niệm luôn sau khi biết được sự thật rằng người phụ nữ chuyển dạ nằm chung phòng với mình chính là tình nhân cũ của chồng mẹ của kazuha đã không thể đối mặt với quá khứ và trở nên lạnh nhạt với akira cô nghe được mọi chuyện thì cuối cùng cũng đủ can đảm để xem kết quả xét nghiệm là không cùng huyết thống cô thở vào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã kết thúc rồi akira sau đó đã ôm trầm lấy mẹ kazuha tối đó cô cảm ơn haruka và chuyện gì đến nó cũng sẽ đến sáng sớm cô em gái sora đang ngồi viết tiểu thuyết trên máy tính thì đột nhiên la lớn khiến haruka phải tức tốc chạy đến mở cửa phòng ra xem thì ra là do mũi trong phòng khiến cô bé cảm thấy vô cùng khó chịu nào biết nhà của haruka có nhiều mũi làm tổ nên theo lời mẹ cô dmchiec máy phun xương đuổi mũi qua cho haruka dùng sau đó cô lấy cớ là mình phải lau dọn hồ bơi và rời đi. Haruka theo lời rủ dê của Rio hay lên sân thượng nhìn lén các bạn nữ đang mặc đồ bơi lau dọn. Rio hay nhìn nét mặt và cử chỉ của cậu bạn mình là đoán được ngay Haruka đang thầm thích nào. Cậu ta tới gặp Nao và nói với cô rằng hãy mau tóm lấy thời cơ này nhưng Nao tỏ ra không tự tin lắm và rời đi. Haruka lúc này đang đi lấy đồng phục của Sora về và gặp được Nao trên đường đi. Cậu mời cô vào nhà uống nước tiện thể nhờ Nao khâu dùng cúc áo của Sora. Nao và Haruka sẵn tiện ngồi ôn lại kỷ niệm xưa. Họ bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt đắm đuối và chuẩn bị trao cho nhau một nụ hôn thì Sora mở cửa phòng. Cô bé tỏ ra tức tối khi thấy Nao Khoe đã khâu xong cúc cho đồng phục của mình rồi, Sora thấy vậy liền đóng cửa cái rầm. Cô sau đó về phòng và tự mình khâu cúc áo, mặc cho ngón tay cô chi chít vết kim đâm cuối cùng thì bộ đồng phục của cô cũng đã hoàn thành và cô có thể đi học cùng với anh trai mình. Trên đường đi cả hai gặp được Ryohei và Nao. Ryohei và Haruka sau tiết học thì tìm tới ngôi đền của Akira, Cô bé thử tay bói bàn chân mèo và nói với Haruka rằng đây là thời điểm thích hợp để cậu tỏ tình với ai đó. Haruka sau đó nhận được cuộc điện thoại từ Rio hay hẹn cậu ra hồ bơi trường để dạy cậu tập bơi. Khi đến nơi thì cậu chỉ thấy có mình Nao là đang ở đó, thì ra Nao cũng nhận cuộc gọi từ Akira nhờ Nao dạy cho cô bé biết bơi. Ra là cả hai người đã bị họ lừa một phố, thôi thì vì đã cất công đến hồ bơi rồi nên Haruka ngỏ ý muốn được Nao chỉ cho cách bơi. Sau khi tập bơi xong thì cả hai vào nhà tắm thay đồ. Đột nhiên từ phòng tắm nữ vang lên tiếng hét thất thanh của Nao thì ra là con mèo đen lẻn vào từ cửa sổ rồi chui vào hộp giấy làm cô giật mình haruka vừa hiểu sự tình thì đột nhiên có tiếng gõ cửa của thầy giáo bên ngoài cả hai người nhanh chóng chui vào chiếc thùng giấy và thành công trốn được thầy giáo haruka vô tình làm rách giấy và để nao ngã đẻ lên người mình ký ức của quá khứ dần tái hiện về nao xin lỗi haruka vì ngày đó quan hệ bố mẹ cô dặn nứt nên cô không chịu nổi mà chạy tới nhà haruka tuy nhiên haruka không hề trách chuyện nao làm vậy với mình cậu đưa cánh tay ra và giúp nao đứng dậy Lúc này tại nhà của Haruka thì Sora đang ra sức gõ văn bản với những dòng chữ rằng cô bé ghét Nao. Haruka và Nao sau đó cùng nhau nắm tay đi về đến tận nhà của cậu. Lúc này Sora đang chờ trong phòng đã được một lúc rất lâu. Haruka nắm tay đầy âu yếm với Nao và nói với cô rằng sẽ cố tìm cách để giải thích cho Sora về chuyện cả hai. Những lời này đều đã bị Sora nghe lén hết qua khai cửa. Tối đó cả hai anh em đã dành thời gian ăn tối cùng nhau. Sora biết Haruka sắp nói chuyện giữa cậu và Nao thì lập tức lấy cớ bận rồi đứng lên đi mất. Sáng hôm sau cậu vào phòng Sora thì không thấy cô bé đâu cả. Có lẽ cô đã đến trường từ trước, sau đấy Haruka đợi nao rồi cùng đi học chung. Trên đường đi cả hai gặp Ryohei và cậu ta tỏ ra rất bất ngờ khi biết được mình và Akira đã đẩy thuyền thành công. Sau tiết học thể dục Ryohei và Haruka được giao nhiệm vụ cất bóng truyền. Ryohei ghen tị khi thấy Haruka vẫy tay với nao liền trực tiếp đè cậu ra ghi cổ. Cảnh tượng này đều bị Sora trông thấy khi cô bé đang uống nước ở gần đó. Sora tức giận vặn vòi nước thật chặt khiến cả người cô bị ướt sũng hay sau đó có một cuộc trò chuyện tâm sự ngắn với haruka cậu kể rằng từ khi haruka quay trở lại thì nao từ một cô gái ít nói rụt rè trở thành một người hay cười và tự tin nao sau đó đem cơm đến cho haruka và sora ăn chung nhưng cô bé tỏ thái độ cọc cằn rồi rời đi haruka sau đó không liên lạc được với em gái của mình nữa nao đề nghị cả hai hãy cùng đi cửa hàng tạp hóa rồi về nấu cà ri cho sora ăn tối sau khi nấu nướng xong hai người ngồi xem lại album và ôn lại kỷ niệm xưa cả hai sau đó đã làm chuyện đấy với nhau rất nhiều khi sora về thì bắt gặp cảnh tượng bỏng mắt cô bé tức giận ném cặp sách rồi đuổi nao ra ngoài và mắng chửi thậm tệ thì ra ngày bé khi nhà nao có chuyện cô đã chạy qua làm điều xấu hổ với haruka nhưng bị sora trông thấy sora từ đó đến giờ luôn tỏ thái độ không mấy thiện cảm vì cô bé cho rằng nao cố ý xen vào tình cảm giữa hai anh em sora yêu cầu nao tuyệt đối đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô và anh trai mình nao nghe vậy đành khăn gói rồi quay người rời đi sora tức tối chạy vào trong bếp đổ bằng sạch tô cà ri mà hai người vất vả nấu trong giờ ăn trưa nao cũng chỉ biết lủi thủi ăn một mình Cô quyết định bám theo Haruka nhưng vô tình làm rơi chiếc đũa khiến Haruka quay lại. Cậu nói với Nao sẽ đợi cô sau giờ học nhưng Nao đã chạy mất. Nao đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi thì bắt gặp Haruka. Cậu động viên cô và nói rằng cả hai sẽ cùng thuyết phục Sora để cô bé từ từ chấp nhận mối quan hệ này. Những ngày sau đó Lao và Haruka đều ra sức chiều lòng cô em Sora nhưng cô vẫn không chịu chấp nhận mà bỏ đi. Cuối cùng thì kỳ nghỉ ở bãi biển cũng đã tới. Haruka và Nao tỏ ra vô cùng bất ngờ khi mọi người đều biết chuyện cả hai quen nhau. Thì ra là do tên hay đã lẻo mép với bọn họ. Rio hay hỏi chuyện thì mới biết Sora không muốn đi cùng với nào. Cậu ta lăn lộn trên bãi cát bày tỏ sự thất vọng vì không được thấy Sora mặc áo tắm, bất ngờ anh ta xui xẻo bị sóng biển đánh trúng. Lúc này tại nhà của Haruka cô em gái Sora đang nằm dài trên giường với tâm trạng vô cùng rối bời, cô bé Sora lúc này đã chịu hết nổi với cái nóng ở trong nhà. Theo tờ chỉ dẫn của anh trai Haruka cô quyết định bắt xe buýt tới bãi biển, trong lúc mọi người đang đánh bóng chuyển trên bờ biển thì quả bóng bị văng ra ngoài xa nên Haruka đành đi nhặt không may cậu bị sóng đánh chìm nên nao trực tiếp hô hấp nhân tạo cho haruka và thành công giúp cậu tỉnh lại tối đó sora mở cửa phòng và nằm ngủ chung với haruka cô bé nhìn bóng lưng anh trai mình với vẻ mặt đầy lo lắng nhưng lại không thể nói bất cứ điều gì cả sáng hôm sau sora lấy cớ giả vờ ốm để haruka ở nhà nhưng cậu vẫn quyết định đến trường và dặn cô bé cần gì thì cứ gọi điện tại trường học mọi người đều mừng rỡ khi thấy haruka bình an và có phần bất ngờ khi biết được chuyện của nao và haruka buổi chiều hôm đó haruka và nao cùng nhau đi dạo quanh lễ hội thờ công chúa sayori sắp được diễn ra đột nhiên sora nhắn tin nên haruka phải tạm biệt nao và chạy về trước tối đó cậu thử kiểm tra nhiệt kế của sora và thở dài khi biết cô bé hoàn toàn không hề bị sốt mà chỉ đang giả vờ để cậu phải lo lắng sáng hôm sau haruka vẫn quyết định đến trường cùng với nao mặc cho sora năn nỉ cậu ở lại cả ngày hôm đó haruka đều không nhận được tin nhắn gì từ đứa em gái cho tới buổi chiều khi nao đem quà sang biếu hai anh em thì hay tin sora đã biến mất cùng dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho haruka sau đấy cậu cùng cả đám bạn giải rác khắp nơi và đi tìm cô bé akira dẫn haruka tới ven sông và phát hiện chiếc xe đạp của haruka mà sora đã lấy đi đang nằm dưới bờ sông haruka vừa đi vừa gọi em gái mình trong tuyệt vọng cậu tự trách bản thân vì đã dồn sora đến đường cùng lúc này nao cuối cùng đã tìm được sora đang lẩn trốn trong một căn tròi cũ cô chìa tay ra và nói với sora hãy quay về nhà vì mọi người đang lo lắng nhưng sora hất văng cánh tay nao và chạy ra ngoài cô bé nói rằng từ khi hai anh em đến thị trấn này thì sora đã dần bỏ mặc cô nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì haruka sẽ không còn yêu thương cô bé nữa đột nhiên một tia sét đánh thẳng xuống căn tròi và khiến nó bốc cháy dữ dội sora sững sờ khi thấy con gấu bông kỷ vật của mẹ cô đang ở trong đó và sắp có nguy cơ bị cháy rụi nao trực tiếp xông và lấy con gấu bông ra và thành công trao cho sora cô bé sau đó bật khóc và tâm sự tất cả với nao tối hôm sau sora và nao cuối cùng cũng chịu làm lành và cùng nhau đi đến lễ hội trên núi Sora khoác trên người một chiếc Yukata khiến ai nấy đều phải trầm trồ thế là Akira liền kéo tay cô bé đi chơi, cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc trong tốt đẹp. Haruka nhớ lại ngày đầu tiên Sora đến căn hộ mới của cả nhà, cô bé đã được mẹ cậu mở một bữa tiệc mừng xuất viện cùng mọi người. Vào khoảnh khắc đó nhìn đứa em gái của mình Haruka đã cảm thấy có gì đó sao xuyến trong tâm hồn. Sáng hôm sau trong lúc đang phơi đồ thì Sora tiến lại gần Haruka từ đằng sau. Cô khiến Haruka vô cùng hoảng hốt mà ngã, khi tới trường thì cậu bị Rio hay chọc về Sora khiến Haruka phát cáu. Đến buổi trưa thì Nao rủi Sora đến gốc cây ngồi ăn trưa cùng nhau. Cậu nói với Nao rằng ước gì có thể có một người chị biết nấu ăn giỏi như Nao. Nao đáp rằng nếu là Haruka thì được thôi. Nao nói rằng chủ nhật tuần này cô có việc bận ở hội học sinh nên hẹn cậu đi chơi vào chủ nhật tuần tới. Haruka gật gù đồng ý tỏ vẻ phấn khích vì đó là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Haruka về đến nhà thì phát hiện Sora đang nằm sóng xoài trên nền đất. Thì ra cô bé tắm xong muốn ra ngoài hóng gió cho dễ chịu. Sora chọc Haruka rằng cậu có vẻ thích thú khi nhìn thấy cơ thể em gái mình nhưng Haruka ngượng ngùng mà quay đi, cậu bật dậy vì nhận được cuộc gọi với nào. Đôi tình nhân trò chuyện vô cùng vui vẻ và không quên lên kế hoạch về buổi đi xem phim vào chủ nhật tuần này, cuộc gọi của cả hai người đều đã bị Sora nghe thấy hết. Cô bé đẩy cửa vào và nói với anh trai mình rằng hai ngày nữa vào chủ nhật cậu đã hẹn sẽ đi mua sắm với cô bé từ hai tuần trước lận. Haruka vô cùng khó xử và nói dối rằng cậu đã lỡ lên kế hoạch với Rio hay, nhưng Sora bỏ đi luôn mà không thèm đợi cậu trả lời hết sáng hôm sau cậu đành thu hết can đảm để đi xin lỗi nao vì cậu tính hủy buổi hẹn chủ nhật ngày mai nhưng đối diện với thái độ vô cùng háo hức của bạn gái mình haruka lại không đành lòng cậu đành phải nói với sora rằng sẽ cùng cô bé đi mua sắm vào chủ nhật tuần tới sáng hôm sau haruka vội vã cùng nao đi hẹn hò cả hai người đều đã tạo được cho nhau rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ thậm chí còn đề xuất mua korok về để nấu cà ri cho sora ở nhà nhưng khi về tới nhà và mở cửa phòng ra thì haruka phát hiện sora đang nằm khóc thút thít cậu đành tiễn Nao về để tránh làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Sáng hôm sau cả hai anh em cùng đến trường thì Nao cũng đi cùng. Nao cảm thấy bị Sora nhìn với ánh mắt khó chịu thì đành chào hai người rồi rời đi trước. Trong bữa ăn trưa cùng Haruka trên sân thượng cô cho rằng em gái của Haruka đang cố giữ anh trai mình khỏi Nao. Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian để Sora chấp nhận chuyện tình cảm của cả hai. Tối đó Haruka thử nhòm vào phòng Sora thì phát hiện cô bé đang làm chuyện người lớn với áo sơ mi của cậu. Cô không ngừng gọi tên anh trai Haruchan. Haruka ngồi trầm ngâm suy nghĩ về cảnh tượng em gái Sora tối qua. Trong lòng Haruka lúc này đang dối như tơ vò. Nao cũng xuất hiện và hai người cùng nhau bắt chuyến xe lửa đến khu vui chơi để chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên. Trong lúc đó thì Sora đang ở nhà và cô bé chẳng còn trò nào để làm ngoài việc lấy bộ quần áo của ông anh trai ra để ngửi. Xuyên suốt cuộc hẹn hò của cả hai Haruka không hề chú tâm vào việc tận hưởng niềm vui với Nao. Cậu chỉ mải nghĩ đến khung cảnh tối qua trong phòng của Sora bấn qua hóa liều cậu liền rất tay nao rồi kéo cô một mạch vào nhà nghỉ sau đó cưỡng ép cô hành sự nao sợ hãi kêu haruka dừng lại cô hỏi cậu cả ngày hôm nay và những ngày trước đó cậu cư xử rất lạ với nao cô gạ hỏi haruka rằng liệu cậu ta có còn yêu cô nữa không haruka sau đó về nhà và bất ngờ khi thấy sora đang nằm dài trên thảm xung quanh cô bé là chồng quần áo đã được xếp gọn gàng sáng hôm sau sora và haruka đang trên đường tới trường thì bắt gặp ryo hay cậu ta thông báo với mọi người về kế hoạch cho kỳ nghỉ hè sắp tới Akira đề xuất mọi người thử ghé qua cái hồ sau ngôi đền tại thư viện trường Haruka đang tìm đọc về một loạt các quyển sách lịch sử loài người và nhân chủng hoặc có liên quan đến việc loạn luân giữa các thành viên trong gia đình lớp trưởng Kozue tò mò nên qua hỏi chuyện và cũng nói rằng có một vài bộ manga với nội dung như thế điều này khiến cho nhân sinh quan của Haruka dần trở nên thay đổi sáng hôm sau Haruka phát hiện ra Sora bị sốt cao cậu đành nhờ nao gọi điện xin nghỉ học cho cả hai rồi ở nhà chăm nom em gái mình Sáng hôm sau Sora đã khỏi hẳn và đến trường cùng Haruka, cũng từ đó trở đi cả hai luôn tỏ ra thân thiết bất kể là trên trường hay ở nhà. Dần dần những hành động này cũng lọt vào tai mắt mọi người và khiến họ để ý. Lớp trưởng Kozue phát hiện ra có một chiếc điện thoại nằm trong hộp bàn của Haruka thì ra nó là của cậu để quên. Thế là Kozue và Nao quyết định tìm tới nhà của Haruka để trả lại cho cậu chiếc điện thoại. Họ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía sau cánh cửa nên lớp trưởng Kozue tức tốc chạy đến mở ra xem. Cô và Nao sững sờ trước cảnh tượng cặp anh em đang quấn lấy nhau trên người không một mảnh vải che thân. Sáng hôm sau Haruka ngồi trước bàn ăn với vẻ mặt thẫn thờ, Sora thấy cậu có vẻ lo lắng và không muốn đi học tiếp. Cô liền động viên cậu vài câu rằng không sao đâu và dắt cậu tới trường. Lớp trưởng Kozue với đôi mắt đỏ hoe nhìn Haruka rồi lẳng lặng quay đi. Sora hẹn Nao trên sân thượng và muốn nói điều gì đó với chị ta. Lớp trưởng Kozue cũng đến gặp Haruka và nói rằng sẽ không kể chuyện vừa rồi với bất kỳ ai. Cô Jue nói rằng từ giờ cô cũng sẽ không chơi với cậu nữa. Cô vốn đã thích cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô nghĩ cậu là người hiền lành chăm chỉ nhưng không ngờ cậu lại là loại người biến thái như vậy. Haruka tìm tới phòng nhạc và xin lỗi Nao vì đã làm tổn thương cô. Nao sau đó rời đi và để lại Haruka cúi đầu khóc lóc. Tối đó, Sora gọi Haruka ra ăn nhưng không thấy anh mình trả lời nên vào phòng lay like cậu dậy. Haruka đè Sora xuống giường nhưng ngay vào lúc cô bé chuẩn bị dâng hiến cả cơ thể cho anh trai thì Haruka lại bỏ chạy ra một góc tường cậu cúi mặt nói với sora rằng hãy dừng lại tất cả vì những điều mà cả hai đang làm là vô cùng sai trái sora gân cổ lên cãi lại rằng đó chẳng có gì là sai cả và bị haruka cho ăn một cái tát vào mặt haruka nói với cô rằng cậu và cô bé phải chia tay có hai người họ hàng muốn nhận nuôi anh em cậu nhưng mỗi người sẽ ở một nhà haruka cho rằng làm như thế này là điều tốt nhất mà cậu có thể nghĩ cho đứa em gái của mình tối đó haruka tỉnh dậy nhưng không thấy sora đâu cả haruka nhận được một dòng tin nhắn vô cùng đáng lo của sora Nao và Haruka bắt đầu chia nhau ra đi tìm Sora, mặc dù đã chạy đi hỏi thăm khắp các nơi nhưng họ vẫn không thể tìm ra được vị trí của Sora đang ở. Haruka chợt nhớ lại lời nói của Akira về câu chuyện hồ ở sau ngôi đền trên ngọn núi, cậu phóng xe một mạch đến nơi rồi chạy thẳng ra hồ. Tại đây Haruka phát hiện ra Sora đang mò mẫm ra giữa hồ, cậu chạy lại gần tìm cách tóm lấy cô bé nhưng Sora vì hoảng hốt mà đã nhấn chìm cả hai anh em. Haruka nhắm mắt buông xuôi cậu cho rằng nếu cứ như thế này mà chết đi thì cũng tốt như vậy thì hai anh em có thể chuyển sinh đến một nơi chỉ có cả hai người họ khi tỉnh lại thì cậu đã lên bờ hồ từ lúc nào sora lúc này đang nằm khóc thút thít trước ngực cậu cô bé lo sợ rằng người anh của mình có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa haruka vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh như nhận ra được điều gì đó cậu và sora sau đó quyết định bắt xe tới sân bay rồi đi ra nước ngoài để lại quá khứ cùng kỷ niệm và những người bạn mà cả hai đã làm quen